Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Hitman Sniper. Let's go. Ok, let's go. Bodyguards or security on site are also considered live targets, and from that distance, you have ballistic advantage. Our client enjoys creativity, so look for inventive ways of dispatching them. Use your own discretion, 47. The choice of approach is up to you. Sector of fire confirmed, 47. Operation is live. One less Viper in the nest, 47. Target removed. More objectives are incoming, 47. We'll discuss once you've removed the mark. Killing civilians is not endorsed by the ICA. Desist immediately. Ok, tiếp tục vào, tìm xem. Cô gái này, người ta đang chạy ở đây, lấp vào trong này. Flawless as usual, the client will be pleased with your work. Let's go. This is the Armory 47. All of these weapons have been custom designed specifically for you. Gun upgrades will be awarded depending on the targets you kill and their value to us. 47, you've received access to a new ability. This should give you a distinct tactical advantage. Let's go. We advise you to read the scene carefully, keep it quiet, clean, and controlled, as there are many hostiles on site. First shot registered. Target down. Operation now active. Anh chàng này đang trốn đi rồi. An interesting avenue of approach, 47. Let's see how this plays out. You've cleared those assignments, 47. Except textbook hit, 47. Rendezvous at the agreed waypoint. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Jolly's Chico Sliver. Let's go. Ok, một lần mình sẽ zoom to lên. Cấp tiếp nào. Ở dưới kia thì toàn những người dân thôi.
cho nên nếu mà các bạn không cẩn thận các bạn bắn sẵn nhầm. Let's go. Let's go, tiếp tục. Đây là một băng đảng luôn. Tiếp tục ra. Wow, dám bắt cóc giữa băng ngày. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Sleeper 3D, let's go. Ok, đây là một anh chàng đeo ba lô màu đỏ. Và mình sẽ phải truy tìm và giết anh ta. Các bạn đeo ba lô màu đỏ, không biết đâu rồi. Đây rồi. Ok, let's go. Tiếp tục. West 8. Ok. Đây rồi. Let's go. Which team? Một anh chàng đeo tai nghe. Xem mình quét 10 này nó như thế nào. Let's go, tiếp tục vào. Một thằng tóc đỏ. Quét 10 này đơn giản thôi. Quét 11. Let's go. Whip 12. Oh, anh chàng này có vẻ hơi khó nhỉ. Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ tư. Let's go. Let's go. Ok. Rồi, bắt đầu đến đây. 1 2 3 4 5. Ok, let's go. 1. Rồi, chỉ cần một viên đạn vào cái này hết hết rồi. Let's go, continue. Tiếp tục nào. Đã phải tính toán luôn. Rồi.
two, three, four. Okay, let's go. Let's go. Rồi thì mình sẽ bắn luôn vào đây. Oh my god. Vậy cái này thì bắn xuống dưới rồi. Mình sẽ lại một lại. Let's go. Bắn một hạt đạn rơi. Anh chàng lại vẫn còn sống này. Tai thật. Lại có lại xem này. Cái này còn 3 viên. Không được rồi. Theo mình nghĩ thì không nên bắn vào kia. Rồi, lại thôi. Chắc chắn quả này sẽ thành công. Let's go. Ok, let's go. Tiếp tục vào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Sleeper Countryside. Trong game này thì mình sẽ hóa thân là một cảnh sát. Let's go. Start game. We go. Bits. Skin. Kimba, Gunner, let's go. Oh. Wow, còn một anh chàng ở đây nữa này. Mình phải tiêu diệt anh trước. Kinjita. Oh, anh này có vẻ là đi rồi đấy nha. Oh, anh đang nhanh thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Jolly Chica. Let's go.
cố gắng cày tiền để mua khẩu súng ngon hơn. Let's go. Oh my god, quả đấy ấn không kịp rồi. Mình sẽ ấn lại quả này. Oh my gosh, phải bắn vào đây. Lại thôi. Oh my gosh. Okay. We should like what I. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Rồi ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Phạm Trung Bộ Lanh. Start game. Ok, ở đây. Zoom lên nào. Đây chắc là zoom to hết cỡ rồi. What. Rất là đông luôn. Còn anh chàng nào nữa không? Đây, vẫn còn anh chàng này. Đây là tổng dòng chung to hết cỡ rồi. Wow. Let's go. Giết anh chàng ở trước đi. Ok, anh ta cục rồi. Lại xuất hiện tiếp một anh chàng nữa. Nhanh chóng qua này, còn mình sẽ thua ngay. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Perfect Sliver.
Go. Ồ, anh chàng này vẫn còn sống à? Let's go. Nó chỉ cần bắn ở giữa thôi là sẽ lổ hết. Ồ, không đổ à? Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Say game. Again, action. Let's go. Start game. Rồi, mình sẽ chọn súng dài. Bao giờ cũng là súng dài. Bởi vì súng dài rất khỏe. Ok, lần này thì có hai trang này. Let's go. Theo mình sẽ xin vũ khí đó chính là tiền đi, không lấy ấy nữa, mình không lấy giáp nữa mà mình lấy tiền. Let's go. Rồi tiếp tục. Ok, xem cô ta cho gì, cho giáp à, lấy giáp thôi, đây là giáp đôi. Wow. Let's go, gặp tướng à, tướng này là một chính chuột. Mình sẽ bắn vào đây, xem như thế nào đó, xem có giảm máu không. Còn anh chàng này nữa.
Ủa, rất là trông máu luôn. What? Vẫn trúng á. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. It's matter. Let's go. Vào đây. Ok, lần này thì mình sẽ phải bắn vào đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Red Rush. Let's go. Ok. Let's go. Tiếp tục nào. Một cô làng nói chuyện với cô làng này. Cô ta chả rõ cái gì kìa. Ok. Tướng
Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Play. Listen. Start game. Ok, và mình sẽ phải tiêu diệt những chú zombie ở trong game này. Wow, rất là đông luôn. Let's go. Chưa đủ tiền. Ok, let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.